Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình 5 bước sở hữu 5.000 database khách hàng mỗi tháng tiềm năng nhờ email marketing. Và tôi là Đào Hoàng Cường và sẽ tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ cho các anh chị trong chương trình lần này. Và vừa rồi chúng ta vừa học cách để chúng ta nhìn toàn bộ hệ thống giao diện của GetResponse. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái phần quan trọng nhất ở đây. Cái phần đầu tiên mà tôi sẽ hướng dẫn với các anh chị đó chính là cách để chúng ta có thể tạo ra một chiến dịch như thế nào. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào đây. Vâng, và chúng ta hãy bắt đầu lấy ra một cốc cà phê, chúng ta bắt đầu uống đi ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cùng với nhau. Rồi, và các anh chị nhìn thấy chữ chiến dịch của bạn đấy chứ ạ? Các anh chị thử kích vào đây đi ạ. Và các anh chị nhìn thấy gì ạ? Các anh chị nhìn thấy rất nhiều các chiến dịch. Đây là một số cái chiến dịch của tôi, của các học viên của tôi. Đó, ok. Ok này, đó. Và ở trong cái phần chiến dịch này, các anh chị thấy có một phần là danh sách chiến dịch. Nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái chiến dịch các anh chị đã tạo. Tự động hóa chiến dịch sẽ giúp các anh chị tạo ra hệ thống automation, các anh chị được dạy sau và các trường được định nghĩa trước. Cái này liên quan đến thuật ngữ lý thuyết khá là nhiều và nói với các trường các anh chị, nhưng chúng ta tạm thời chưa quan tâm đến nó mà chúng ta quan tâm đến cái tạo chiến dịch. Rồi, chúng ta hãy tích vào tạo chiến dịch ạ. Rồi, ok. Rồi, thì đây là sẽ giúp các anh chị tạo một chiến dịch hoàn toàn mới. Cái việc đầu tiên các anh chị trong phần tạo chiến dịch này là các anh chị biết đặt tên chiến dịch. Nhưng tuy nhiên các anh chị hãy nhớ một điều như sau, các cái tên chiến dịch này sẽ được đặt trên cả một hệ thống toàn thế giới của GetResponse. Do vậy tên này các anh chị phải đặt theo một số nguyên tắc nhất định và tránh sự trùng lặp trên toàn hệ thống của nó. Thí dụ như tên các anh chị có thể đặt, nhất là các anh chị là viết thường, không viết hoa, và các anh chị cũng không viết có dấu, và các anh chị cũng không viết cách. Đó, thí dụ như tôi sẽ đặt tên là như thế này. Tôi sẽ tặng coi như thế này đi, tôi sẽ lấy một ví dụ là tôi tặng cái cuốn là Cẩm nang 3.000 mẫu quảng cáo này đúng không ạ? Vâng, thì tôi sẽ đặt thêm nó là tặng 3.000 quảng cáo. Đó, thì tôi có thể đặt tên như này để sau này tôi tìm kiếm lại và tôi search cho nó dễ. Có những keyword như là tặng 3.000 mẫu quảng cáo như thế này, đúng không ạ? Và sau đó tôi sẽ ấn vào tạo chiến dịch, hy vọng rằng không sự trùng lặp đây. Rồi, và chúng ta cùng chờ. Tốt, rất tuyệt vời là chúng ta không hề có sự trùng lặp. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là sử dụng cái chiến dịch của mình để marketing nó đi và để bán hàng của chúng ta rồi. Thứ nhất là chúng ta có thể thêm cái danh sách người dùng, tức là chúng ta lấy ở đâu đó được hệ thống dữ liệu của người dùng và chúng ta thò vào đó này. Thứ nữa là chúng ta có thể tạo bản tin hoặc chúng ta tạo hệ thống trả lời tự động. Nhưng tuy nhiên ba phần này sẽ được làm sau. Và cái đầu tiên mà chúng ta cần làm đó chính là chỉnh sửa chiến dịch đã. Rồi, để chúng ta cùng chỉnh sửa với cái phần cài đặt của chiến dịch của các anh chị ở đây. Rồi, đó, thì chúng ta vào phần số 1, phần tổng quan. Tên chiến dịch là 3.000 mẫu quảng cáo. Ngôn ngữ chiến dịch ở đây tôi đang để là tiếng Việt. Nếu như anh chị nào đó làm các chiến dịch dành cho người nước ngoài thì chúng ta có thể sửa ngôn ngữ đó đi. Chúng ta có thể chọn tiếng Việt, rồi tiếng Anh, rồi các thứ tiếng khác nhau. Tùy các anh chị chọn tới đây. Đó, và tuy nhiên chiến dịch này tôi tặng cho người Việt. Rồi, ok. Chúng ta sẽ chọn thần thông báo này, email của chúng ta là gì này, vâng, ta lưu nó lại tiếng Việt này, ok, tuyệt vời. Đăng ký qua email, thôi bỏ qua, các anh chị chưa cần phần này. Thông báo, tức là mỗi khi một ai đó người ta nhận email của các anh chị, người ta đăng, hoặc người ta ấn subscribe, hay gọi là thuê bao các anh chị đấy, tức là nhận đăng ký email của các anh chị hàng tháng, hàng ngày, hàng năm của chúng ta, thì nó sẽ có một thông báo về email của các anh chị. Nếu như các anh chị chọn cái phần này thì các anh chị sẽ được ngập tràn email, nhưng chúng ta cũng nên chọn nó. Rồi. Và sau khi chọn xong thì các anh chị gửi thông báo đến email nào. Ví dụ như ở đây tôi sẽ để tặng là một cái email bất kỳ của tôi là hoangia.fb01@gmail.com để làm ví dụ cho lớp chúng ta ngày hôm nay. Rồi, địa chỉ gửi thư, vân vân. Phần này thì không quá quan trọng. Ngoài ra các anh chị có thời gian các anh chị có thể đọc thêm cái phần luật chống spam của Mỹ. Thôi nhưng phần này tôi nghĩ cũng không quan trọng đâu. Đó, hồ sơ này. Đó, thể loại này, các anh chị có thể sửa đi. Tên chiến dịch này thì các anh chị có thể chọn cái phần tiếng Việt cũng được. Ví dụ như là tôi sẽ ghi ở đây nhờ, ví dụ như là tôi sẽ ghi chính xác là Cẩm nang 3.000 mẫu quảng cáo Facebook. Đó, thì các anh chị phần này các chị ghi tiếng Việt được. Rồi, ok, nó sẽ hiện ra tiếng Việt. Ok, chiến dịch của các bạn có thể mô tả lại là chiến dịch tặng quà free gift dành cho các khách hàng. Dành cho khách hàng mới. Tạo phễu. Tạo phễu, vâng. Đấy, tôi sẽ mô tả tạm thời như thế. Rồi, ok, rồi, tuyệt vời.
nguồn cấp RNN vân vân, các cái phần này logo các anh chị có thể sửa đi cũng được. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chọn phần quyền. Rồi, quyền thì ở đây các anh chị lưu ý có 3 phần: đăng ký email, đăng ký web và đăng ký API, tức là yêu cầu khách hàng phải bấm nút xác nhận thì họ mới nhận được các cái phần về thư tự động của chúng ta. Nhưng tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ không chọn cái phần này, thì tạm thời trước mắt thì chúng ta sẽ bỏ ba phần này đi để cho khách hàng có thể đăng ký được luôn và tải được luôn, và các anh chị không cần bận tâm đến vấn đề này. Loại thư thì thường là chúng ta chọn HTML, trường gửi từ đâu đó, các anh chị sẽ gửi từ cái mail này hay mail nào, chủ đề thư là như thế nào, thì cái phần này sẽ được là được hướng dẫn các anh chị trong những cái phần sau, tức là chúng ta có thể là thay đổi tùy chỉnh đi tại đây. Nhưng tuy nhiên những video clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn những cái phần này làm sao cho nó đẹp hơn, được không ạ? Vâng, trang xác nhận của chúng ta là như thế này đó. Thì về cơ bản thì là chúng ta đã tạo được một cái chiến dịch cho mình, hay nó tên là chiến dịch là 3.000 quảng cáo tặng 3.000 quảng cáo này đấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ đến cái bước tiếp theo, sau khi các anh chị tạo ra cái chiến dịch 3.000 quảng cáo này là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu tạo các web form, và chúng ta sẽ bắt đầu làm gì ạ? Chúng ta bắt đầu là tạo landing page, hay còn gọi là tạo các trang đích hoặc là tạo các website riêng của chúng ta để có thể là bán hàng được. Rồi, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi là các anh chị đã tạo được các chiến dịch cho mình rồi. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị luôn thành công với những cái dự án của mình. Và chúng ta vừa làm được cái chiến dịch đầu tiên cho mình, chúc mừng các anh chị đó. Và các anh chị có thể mở một cái tab mới để chúng ta xem các chiến dịch đấy, đúng không ạ? Đây chính là các chiến dịch của chúng ta, và tôi vừa nhìn thấy có chiến dịch tặng 3.000 quảng cáo nó xuất hiện tại đây rồi. Đây chính là chiến dịch tôi vừa tạo xong đấy các anh chị ạ, nó chưa có ai đăng ký cả, chưa bắt được khách hàng nào cả. Còn đây một số người đăng ký rồi, đây thí dụ như cái chiến dịch bí kíp doanh nhân này của bạn đó thì đã có 242 người đăng ký. Chiến dịch này, chiến dịch bán sản phẩm 2 triệu này thì đã có 16 người đăng ký mua, tức là bạn đã lời khoảng tầm 32 triệu đấy các anh chị ạ. Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị có thể thuê bao cái này mất khoảng tầm 15-17 đô một tháng thôi, 15 đô một tháng cộng thêm landing page là 30 đô một tháng thôi, nhưng các anh chị hoàn toàn có thể tạo những sản phẩm mấy triệu như thế này để các anh chị bán đó. Đấy, đấy là một sản phẩm của bạn đó thôi. Rồi, tuyệt vời. Ok, cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị luôn kiếm được nhiều tiền với email marketing cùng với tôi. Tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị, tôi là Đào Hoàng Cường và hẹn gặp lại các anh chị.